Bình, chưa ai có thể quên những người đã sống và chiến đấu cho sông núi buôn làng Tây Nguyên vui đẹp hôm nay. Chúng tôi muốn nói đến những người lính, những chiến sĩ Tây Nguyên, những người mà nhân dân rất tin yêu và nhớ mãi. Mảnh đất cao nguyên này được nối với chị Thiên qua Quảng Nam Đà Nẵng, nối thông với đồng bằng miền Trung, với miền Đông Nam Bộ, với Lào, Campuchia bằng những con đường 14, 18, 19, 21, những con đường chiến lược vô cùng quan trọng đã rừng rực lửa đạn hàng chục năm dòng. Lịch sử và ký ức Tây Nguyên vẫn còn đọng sâu những tháng năm chống Mỹ. Đây là những ngày tháng dữ dội của năm 1965 khi bọn xâm lược Mỹ tràn đến Tây Nguyên. Giặc Mỹ đến, cây cỏ chết tàn lụi trong chất độc hóa học, sông suối hòa máu đỏ, buôn làng cháy rụi trong lửa. Nhưng chúng nó không nhìn thấy lửa trong lòng người Tây Nguyên. Chúng nó không nhìn thấy ý chí của các buôn làng. Những hầm trông sẽ giết giặc, những hòn đá và những mũi tên sẽ giết giặc. Tất cả núi rừng, nương rẫy, buôn làng sẽ giết giặc. Quyết đánh Mỹ sẽ biết cách đánh và sẽ đánh thắng. Quyết tâm đó của Đảng đã được những người lãnh đạo Tây Nguyên truyền sâu trong toàn thể quân dân Tây Nguyên. Ý chí đánh Mỹ bùng lên khắp cao nguyên. Bộ đội đi tìm giặc mà đánh. Những buôn làng Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Mân Nông kéo vào rừng lập căn cứ đánh giặc. Quân Mỹ tràn đến mảnh đất này với chất độc hóa học và bom B-52 chưa phải là đã có sức mạnh. Cả núi rừng Tây Nguyên căm giận đứng lên đánh Mỹ. Đó mới là sức mạnh. Giặc Mỹ đã bị các trung đoàn 33, 320, 66 đánh dữ dội từ Pleime đến Bầu Cạn. Còn trên thung lũng Ya Trang, lữ đoàn 3 kỵ binh không vận bị đánh tan tác. Một tiểu đoàn bị diệt gọn cùng với một chiến đoàn thiết giáp ngụy. Kẻ có bom B-52 lại khiếp đảm trước những mũi lê nhọn sắc của chiến sĩ ta. Pleime, đó mới chỉ là trận đầu đánh Mỹ trên núi rừng Tây Nguyên. Một trận đầu thắng giòn giã. Đây là mùa khô đẫm máu thứ nhất của Mỹ trên núi rừng Tây Nguyên. Đảng bộ H-30 được thành lập. Từ một người yêu nước, Ahmed đã giác ngộ cách mạng, trở thành người của Đảng. Năm 1954, thực hiện Hiệp định Geneva, ông cùng vợ, con tập kết ra Bắc. Không yên lòng khi quê hương bị kẻ thù chia cắt, ngập chìm trong máu lửa đau thương. Năm 1959, trong đoàn quân những người sớm nhất đi B vào Nam, ông về lại với bà con xã Xốp, xây dựng làng chiến đấu, lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Mỹ của nhân dân nơi đây. Sau khi gây dựng thành công phong trào đánh giặc của nhân dân xã Xốp, Ahmed được điều lên làm huyện đội trưởng H-30, huyện Đắc Lây, chỉ huy nhiều trận đánh tiêu diệt các đồn Đắc Tà, chốt Đắc Lây, ngục Đắc Trong, cùng cán bộ chiến sĩ, nhân dân địa phương làm nên bao chiến công, góp phần vào thắng lợi cuối cùng, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ahmed chính là nguyên mẫu của nhân vật cụ Mết, già làng Soman trong tác phẩm Rừng Sản Nô. Có duyên nợ với vùng đất Tây Nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc, tác giả của Đất Nước Đứng Lên, trong kháng chiến chống Mỹ đã có dịp gắn bó với xã Xốp, với những cánh rừng xà nu ngút ngàn nơi đây. Khâm phục tinh thần chiến đấu chống giặc kiên cường của người dân xã Xốp, đặc biệt là vị già làng huyền thoại Ahmed, nhà văn đã viết truyện ngắn Rừng Xà Nu.
mang đậm chất sử thi và cảm hứng lãng mạn. Rừng Sà Nu của Nguyễn Trung Thành, tức Nguyên Ngọc, là tác phẩm văn học đặc sắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, là bản hùng ca ca ngợi cuộc sống và con người Tây Nguyên trong cuộc chiến tranh vĩ đại, làm say mê bao thế hệ bạn đọc. Một thời, mỗi ngọn núi dòng sông cũng hiển hách chiến công, lừng danh dũng sĩ. Mỗi mũi trông, một ngọn tầm vông cũng hiên ngang như trường thành chiến lũy. Ở vùng Bắc Kon Tum, xã Xốp, huyện Đắk Lây có những cánh rừng Sà Nu, bất chấp sự tàn phá hủy diệt của chiến tranh, vẫn vươn lên với một sức sống mãnh liệt từ năm này sang năm khác, che chở cho dân làng. Về với rừng Sà Nu năm xưa, vẫn màu xanh bạt ngàn của loài cây có sức sống dẻo dai, thân mọc thẳng. Dấu vết chiến tranh nay không còn nữa, nhưng sự tích anh hùng, câu chuyện vị già làng, thủ lĩnh của người Xê Đăng đã dẫn dắt dân làng kiên cường chống giặc qua suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ thì vẫn còn mãi với buôn làng, với cỏ cây, sông núi nơi đây. Trước ách áp bức,